Câu thứ 8, Lê Huỳnh Quang Hảo: Dạ thưa sư, cho con hỏi, có người làm phước có phải người có phước làm việc gì cũng suôn sẻ hơn những người không có phước không ạ? Con cảm ơn sư. Câu này thì nó có cái đúng mà cũng có cái sai. Cái đúng ở đây á, thì đúng là khi chúng ta làm một cái việc gì đó mà chúng ta có phước á, thì cái việc đó nó sẽ suôn sẻ. Nhưng mà nó sai á, là cái phước nó phải là cái phước tương ưng, tức là cái phước hỗ trợ. Chứ còn có những cái phước á, nó không có giống thì nó cũng không có hỗ trợ được. Sư lấy ví dụ nghe. Bây giờ mình, thí dụ như bây giờ mình muốn giàu đi, thì mình làm ăn mua bán, đúng không? Mình làm ăn mua bán. Nhưng mà mình không có phước bố thí, cho nên mình làm ăn nó cứ thất bại hoài. Nhưng mà mình có phước khác, chính là cái phước gì? Cái phước tâm từ. Chính nhờ cái phước tâm từ á, mà mình đi làm ăn á, thì khách hàng họ cũng thương, đồng nghiệp họ cũng thương, sếp họ cũng thương, rồi cái đối tác họ cũng thương. Nhưng mà thương là một chuyện, mà làm ăn là vẫn thất bại thì cái phước nó không có phước. Có phước nhưng mà phước nó không phải là cái phước mình cần, tức là cái phước mình cần nó không phải, nó không có. Là một người cũng muốn giàu nhưng mà làm ăn thì cũng thất bại hoài, tới 80-90 tuổi rồi nhưng mà vẫn cứ thất bại, thì phải ra gầm cầu ở. Nhưng mà họ lại có một cái phước khác, đó chính là cái phước tuổi thọ, tức là họ sống thọ và họ rất là khỏe. Có nghĩa là có phước, có phước, nhưng mà cái phước đó không phải là cái phước giàu. Cho nên nếu như nói một cách chính xác thì phải nói như thế này: khi mình làm việc gì mà mình có phước tương ứng với việc đó thì cái việc mình cần làm nó sẽ suôn sẻ hơn. Chứ còn phước nó có nhiều loại phước lắm. Nói như vậy á, thì chúng ta có một cái cách, mà cái cách đó thì cách sư vẫn đang xài này. Tức là cách gì? Thí dụ như năm ngoái đi, năm ngoái cái sư cho dịch chú giải kinh Tạng mà không có kinh phí, thì sư mới làm gì? Đi Thái Lan. Sư nói thiệt là nhiều vị nói nghĩ khi mà sư nghe sư kể cũng hết hồn, tức là sao? Sư đi các cái ngôi chùa ở Thái Lan, nghe các ngôi chùa ở Thái Lan, rồi sư đến nơi đó sư làm cái gì? Sư chia phước, nghĩa là tất cả phước mà sư tạo từ quá khứ tới bây giờ đó, thì chia phước đến chư thiên. Rồi do sự đảnh lễ cúng dường này, nguyện cho con hoằng pháp được dễ dàng, đặc biệt là cái việc dịch chú giải kinh Tạng được thuận lợi. Rồi nói với chư thiên ở nơi đó, đó là cái phước dịch chú giải kinh Tạng ấy, là sẽ thuộc về chư thiên, cho nên là chư thiên hãy giúp tôi để tôi dịch cho được cái bộ chú giải này đi các chùa. Là để làm chi? Tại vì mỗi chùa thì có những vị trời khác nhau, cho nên là đi hết chỗ này chỗ kia. Thứ nhất là cái phước đảnh lễ, cái phước đảnh lễ Đức Thế Tôn, phước đảnh lễ Thế Tôn. Cái thứ hai là chi phước đến chư thiên. Thì nhờ như vậy đó, tinh thông tùy, nhưng mà cái chuyện mà dịch chú giải của sư cho đến bây giờ thì nó được thuận lợi. Rồi bây giờ thì cũng vậy thôi. Bây giờ thì khi mà sư gặp trục trặc, thấy cái chỗ
chỗ này nó không ổn thì cái tự nhiên có Phật tử cúng chú xứ, nhưng mà cúng cái miếng đất cũng còn phải xây chứ. Thì sư phải, thì đợt này đi được Ấn Độ thì đi các thánh tích thì cũng làm y chang vậy đó, phước đảnh lễ, phước tùy niệm ân đức Tam Bảo, rồi phước giảng pháp, chia phước chư thiên, sau mong chư thiên giúp cho tôi để tôi hoàn thành cái chú xứ này cho nó ngon lành. Thì có nghĩa là mình tu á, là mình biết mình thiếu cái phước gì thì mình làm cái phước đó. Thì nhờ như vậy á, nhờ như vậy thì cái chuyện của chúng ta nó sẽ thuận lợi hơn.